Rocket bị mất vị trí tứ hoàng và tay chúa hể bất ghi. Xin chào tất cả anh em, rất vui được gặp lại anh em trên channel Hồ sơ One Piece. Mặc dù đã hợp lực lại để hạ bệ Big Mom, nhưng Law Rocket lại không được công nhận là tứ hoàng. Vì sao vậy? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề vô cùng thú vị này nhé. Như chúng ta đã biết, thì Luffy, Kid và Law đã thành công hạ gục được hai tứ hoàng là Big Mom và Kaido. Và khi cả ba đang ăn mừng cùng người dân Wano, thì một tờ báo xuất hiện để thông báo về xếp hạng mới của những cá nhân mạnh nhất thế giới One Piece. Trong đó dâu đen và xanh vẫn nguyên vẹn, Luffy thì đương nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng điều ngạc nhiên là vị trí cuối cùng không thuộc về Kid hay Law mà nó lại lọt vào tay của chúa hể bất ghi. Lý do lớn nhất có thể lý giải cho sự khó hiểu này có thể là vì Kid và Law chưa thể gây nên nhiều sự chú ý từ dư luận như Luffy đã làm. Với Law, trước khi Ác Wano xảy ra, thế nhân vật này khá lu mờ, bất chấp đã từng là một thất vũ hải khá đáng sợ. Nhưng đến Ác Dressrosa thì Law không đóng góp nhiều vào chiến thắng chung cuộc. Hầu hết mọi việc đều do Luffy và các thủy thủ đoàn của cậu thực hiện. Chỉ cho đến khi đối đầu với Big Mom thì Law mới tỏa sáng khi kết hợp với Kid. Nhắc đến Kid, nhân vật này còn chịu số phận đáng buồn hơn. Ở giai đoạn Law và Luffy tạo nên khối liên minh, thì Kid cũng tự thành lập tổ đội với Apu và Hawkin. Tuy nhiên, tổ đội này về sau lại là nguyên nhân chính khiến Kid trở thành tù binh của Kaido. Tương tự như Law, Kid chỉ được thể hiện bản lĩnh của mình khi hợp tác cùng cựu thất vũ hải để hạ gục Big Mom. Dù cả Law, Kid và Luffy đều có số tiền truy nã là 3 tỷ Belly, nhưng xem xét kỹ thì danh tiếng của vua hải tặc tương lai lại đi xa hơn hai nhân vật kia rất nhiều. Nếu chỉ tính sau time skip thì sau Arc Dressrosa, Luffy đã có cho mình một đại hạm đội không thua kém gì các tứ hoàng khác. Chưa dừng lại ở đó, Luffy và các đồng minh của mình còn đảo lộn mọi thứ ở đảo Bánh, căn cứ chính của tứ hoàng Big Mom. Tất cả điều ấy cộng với việc hạ gục Kaido trong một trận đơn đả độc đấu thì vị trí tứ hoàng này hoàn toàn phù hợp với Luffy. Để có thể tóm gọn lại nguyên nhân chính khiến Law và Kid không lên được vị trí tứ hoàng, đó là vì cả hai còn thiếu sức ảnh hưởng lên thế giới One Piece. Nhưng cho dù không là tứ hoàng, thì Law và Kid đang được xem là đồng minh đắc lực nhất của Luffy ở trận chiến cuối cùng. Lý do Buggy trở thành tứ hoàng. Các chap mới đây, Thánh Oda đã cung cấp nhiều thông tin bất ngờ, từ sự xuất hiện khá bất ngờ của vũ khí cổ đại Pluton ở Wano, cho đến sức mạnh vượt qua cả King và Queen của Đô đốc Bò Xanh. Nhưng có lẽ điều bất ngờ nhất, đó chính là việc chúa hể Buggy trở thành tứ hoàng. Ngoài những giả thuyết về sức mạnh tiềm ẩn cũng như các cấp dưới của Buggy thì còn có một thứ nữa khiến hắn không khác gì những tứ hoàng khác trước đây, đó chính là thông tin về cách để đến hòn đảo cuối cùng nơi Roger để lại kho báu One Piece. Tuy Buggy không thể đến được hòn đảo cuối cùng với vua hải tặc Roger, nhưng có một thứ khiến chúa hề đạt được thông tin quan trọng này, đó chính là bản tính tham tiền vàng, nhưng đặc biệt nhất là muốn có được kho báu của Captain John, một thành viên trong băng hải tặc Rock. Chính bản tính này đã từng dẫn băng hải tặc của Buggy đi tìm kho báu trên một hòn đảo có hình đầu lâu, nhưng vào lúc ấy, việc này chỉ dẫn đến chuyện cười chứ không hề có gì nghiêm túc. Nhưng nếu nhìn lại quá khứ khi băng hải tặc huyền thoại Rock tan rã, thì đa số thuyền viên đều trở thành tứ hoàng. Nhưng có một điều đặc biệt nữa, đó chính là 3 trong 4 tấm Ponikli đều thuộc quyền sở hữu của những thành viên ấy. Một tấm thuộc về Big Mom, một tấm được Kaido giấu ở Wano, và như những gì ta thấy, tấm thứ 3 được để tại đảo Người Cá, nơi thuộc quyền kiểm soát của Dâu Trắng. Trong bộ sách Road to Laugh vừa được ra mắt gần đây của tác giả Oda, ông đã tiết lộ rằng tấm Ponikli cuối cùng có khả năng cao nằm tại Elbrat, Pira, Fulalit. Nhưng nơi đáng được chú ý nhất, có lẽ Fulalit. Fulalit chính là hòn đảo mà băng hải tặc Rock tập hợp lại để ra khơi, cho nên khả năng cao sau khi băng Rock tan rã, Captain John là người giữ tấm Ponikli cuối cùng. Và ông đã chọn Fulalit để cất dấu tấm đá chỉ đường quan trọng kia. Điều đáng chú ý là Fulalit lại có tạo hình khá giống với hòn đảo đầu lâu mà trước đây băng Buggy đã đến để tìm kho báu. Cho nên việc để Buggy trở thành tứ hoàng rất có thể như lời xác nhận ngầm của Oda về sức mạnh cũng như việc sở hữu tấm Bonicly cuối cùng này. Nếu như giả thuyết này là thật thì Buggy hiện tại không khác gì một chiếc chìa khóa vô cùng quan trọng để Luffy có thể chạm được vào kho báu One Piece. Điều này chỉ có thể đợi tác giả xác nhận trong các chap tới đây. Và trên đây là nhận định của bọn mình về lý do vì sao Law và Kid mất vị trí tứ hoàng vào tay chúa hể Buggy. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Cuối video là chuyên mục dành cho anh em nào yêu thích tranh. Bọn mình vừa mở một shop bán tranh One Piece và nhiều anime manga khác. Anh em có nhu cầu đến có phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả. Anh em đừng quên like, đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau của bọn mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!